Hiện giờ có cả vạn các thể loại điện thoại khác nhau trên thị trường, khiến người dùng bối rối vì có nhu cầu nhưng không biết phải chọn làm sao cho phù hợp với bản thân. Do đó, việc thống kê các mẫu điện thoại đang bán chạy sẽ cung cấp cho người dùng các lựa chọn đang được thị trường ưa chuộng rộng rãi cũng như an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Và hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn danh sách những mẫu điện thoại bán chạy nhất tại Max Mobile trong tháng 7 vừa qua. Đầu có lẽ chả là mặt gì sẽ là chiếc iPhone 5C, cơn bão đã quay trở lại trong thời gian vừa qua. Ra mắt năm 2013, bên cạnh chiếc iPhone 5S, cho đến hiện tại thì iPhone 5C rõ ràng đã và đang trở thành một món hời của nhiều iFan. So với cách đây chỉ khoảng tầm nửa năm đến một năm, chúng ta vẫn thấy những chiếc iPhone 5C còn đang làm mưa làm gió trên thị trường với mức giá hơn 3 triệu đồng. Thì đến bây giờ, chiếc điện thoại đầy màu sắc cá tính này đã tiếp tục khuấy động mạnh mẽ hơn nữa với mức giá chỉ còn khoảng một nửa. Thực sự đây không phải trò đùa, mình nhắc lại là chỉ một nửa thôi. Bởi vì các bạn sẽ chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 1,7 triệu là đã đủ để sở hữu một chiếc iPhone 5C rồi, mới toanh, đẹp đẽ lăng keng tại Max Mobile. Cụ thể hơn thì mức giá 1,7 triệu là dành cho phiên bản iPhone 5C Lock, còn mức giá 2 triệu 490.000 sẽ là dành cho phiên bản iPhone 5C quốc tế. Tất cả các máy iPhone 5C được bán ra tại Max Mobile đều được hưởng các loại bộ combo phụ kiện như kiểu là ốp thể trang, kính cường lực, sạc cáp, tai nghe chính hãng với giá chỉ khoảng 200.000 đồng nếu bạn muốn mua. Ngoài ra, bạn cũng còn được hưởng ưu đãi với chế độ bảo hành 12 tháng này, cho phép báo test dùng thử 30 ngày và 1 đổi 1 trong vòng 3 ngày đầu nếu không ưng ý. Tiếp theo, ở vị trí số 2, chúng ta có chiếc LG G3. Có lẽ các bạn sẽ ít nghĩ đến, ra mắt đầu năm 2014, chiếc LG G3 nổi bật chúng ta sẽ có màn hình viền siêu mỏng này, độ phân giải 2K, sử dụng tấm nền IPS rất nét và trải nghiệm đem lại rất tuyệt vời từ hình ảnh trung thực, chi tiết. Bên cạnh đó thì chiếc điện thoại cao cấp nhất 2014 của LG còn được trang bị hệ thống lấy nét bằng laser trên camera đầu tiên trên thế giới, cho phép chụp ảnh và lấy nét nhanh hơn nhiều trong mọi điều kiện ánh sáng khác nhau. Có thể thấy khi chúng ta so với hầu hết các mẫu điện thoại khác trên thị trường, chắc chắn đây đang là chiếc điện thoại có màn hình 2K rẻ nhất. Hiện tại Max Mobile đang bán chiếc LG G3 với hai biến thể đến từ Hàn Quốc. Cụ thể chúng ta có chiếc LG G3 F400, bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền là 2 triệu 690.000. Còn với phiên bản F460, tức là G3 Cut 6 cao cấp hơn, bạn chỉ cần bỏ ra 2 triệu 990.000 mà thôi. Khách hàng khi mua máy sẽ được tặng kèm các phụ kiện như cáp LG chính hãng này, sạc LG 1.8A cũng chính hãng, kính cường lực và các loại ốp lưng thể trang. Đứng ở vị trí số 3 trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chiếc iPhone 5. Ra mắt từ 2012 đến nay, chiếc Apple iPhone 5 vẫn nằm trong top thiết bị được người dùng săn nó nhiều nhất trên thị trường sách tay, đặc biệt là với phiên bản khóa mạng. Chiếc máy này thì chắc chắn nổi bật bởi mức giá rẻ này, một thiết kế vẫn hợp thời sang trọng, chưa lỗi mốt, chiều dáng nhỏ nhắn, dễ cầm nắm với số đông người dùng hiện tại. Tốc độ xử lý của iPhone 5 tính tới thời điểm này vẫn có thể nói là khá đáng nể dành cho một chiếc điện thoại đã 4 năm tuổi nhờ sự mượt mà có sẵn trên hệ điều hành iOS. Nói tóm lại thì các bạn sẽ có một camera chụp ảnh vẫn rất ngon, tính tới bây giờ vẫn rất nhiều game và app chạy mượt mà. Do đó, nếu túi tiền của bạn đang chỉ có khoảng trên dưới 2 triệu đồng thì đây sẽ là lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc, đặc biệt đối với những người không thích vỏ nhựa của chiếc iPhone 5C. Hiện tại chiếc máy này đang được bán tại Max Mobile với mức giá 2 triệu 990.000 dành cho phiên bản quốc tế. Khách hàng khi mua máy sẽ được ưu tiên mua bộ combo phụ kiện bao gồm ốp lưng thể trang, kính cường lực cao cấp, sạc cáp, tai nghe chính hãng với giá chỉ 200.000 đồng. Ngoài ra, bạn cũng còn được hưởng chế độ ưu đãi bảo hành 12 tháng, bao test dùng thử 30 ngày và 1 đổi 1 trong 3 ngày đầu tiên nếu sử dụng không ưng ý. Tiếp đến là một cái tên đến từ Trung Quốc, chiếc Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Chiếc phablet của Xiaomi mang đến một cấu hình khá mạnh trong tầm giá với chip Snapdragon 650 64bit, RAM lên đến 3GB. Bên cạnh đó, dù nằm trong tầm giá thấp, nhưng những tính năng mà chiếc điện thoại này mang lại không hề rẻ tiền chút nào, như cảm biến vân tay này, màn hình Full HD lại còn lớn, dung lượng pin khổng lồ lên đến 4.000 mAh mà lại còn có cả 4G LTE. Nếu bạn không đặt nặng vấn đề thương hiệu thì chắc chắn đây sẽ là lựa chọn không hề tồi. Hiện tại thì chiếc Note 3 Pro đang được bán tại Max Mobile là hàng chính hãng của FPT phân phối, máy mới 100% nguyên siêu trên hộp, có sẵn cả tiếng Việt và bạn có thể sử dụng ngay lập tức, không phải lọ mọ như các máy xách tay từ nội địa các nước như kiểu Trung Quốc trước đây. Mức giá của chiếc phablet này đang được niêm yết tại Max Mobile là 3 triệu 590.000 cho phiên bản RAM 2GB, bộ nhớ 16GB và 4 triệu 290.000 cho phiên bản RAM 3GB và bộ nhớ 32GB. Khách hàng khi mua máy sẽ được tặng kèm kính cường lực chống va đập cùng ốp lưng thể trang. Đứng ở vị trí cuối cùng cũng là cái tên hot nhất và đắt giá nhất trong bảng xếp hạng của chúng ta ngày hôm nay. Ra mắt được hơn một năm rồi, chiếc Samsung Galaxy S6 vẫn được coi là biểu tượng cách tân trong ngôn ngữ thiết kế của nhà sản xuất Hàn Quốc. Không chỉ là việc áp dụng vật liệu kim loại và kính đem lại vẻ nhìn cao cấp sang trọng hơn so với những kẻ tiền nhiệm toàn nhựa và mạng inox,
chiếc điện thoại flagship năm 2015 của Samsung còn nổi bật giữa rừng điện thoại Android lúc đó nhờ hiệu năng hoạt động mượt mà, phần cứng xử lý cao cấp nhất thời điểm đó. Ngoài ra, chiếc máy này cũng nằm trong danh sách được cập nhật lên Android 6.0 đầu tiên, đem lại nhiều cải tiến vượt trội cho phần mềm, đặc biệt là cảm biến vân tay cực kỳ nhanh. Do đó, nếu bạn là một fan hâm mộ của Android, hoặc chính xác hơn là của hãng công nghệ khổng lồ Hàn Quốc Samsung và chỉ sở hữu ngân sách hạn hẹp nhưng vẫn muốn trải nghiệm công nghệ tiên tiến, thì chiếc Galaxy S6 sẽ là một lựa chọn hoàn hảo ở thời điểm này. Hiện tại thì Max Mobile đang bán ra chiếc Samsung Galaxy S6 phiên bản Mỹ với mức giá là 5.890.000. Wow, chưa đến 6 triệu. Khách hàng khi mua máy sẽ được tặng kèm sạc nhanh fast charging này, cáp USB, tai nghe chính hãng, cũng là của hàng Samsung luôn. Các bạn sẽ có thêm ốp lưng tẩy trang, kính cường lực cũng như chế độ bảo hành đầy đủ, bao gồm cả bảo hành vàng nếu các bạn muốn mua và chế độ bảo hành 1-1 trong 30 ngày đầu tiên. Trên đây là thống kê chiếc điện thoại bán chạy nhất trong tháng 7 tại Max Mobile. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với những kiểu loại video này thì đừng quên bấm like cũng như đăng ký để tiếp tục theo dõi các video khác trong tương lai và cho mình biết liệu những video như thế này có đem lại cho các bạn những thông tin mà các bạn cảm thấy hứng thú hay không. Đừng quên nhanh chân qua Max Mobile để lựa chọn cho mình một chiếc máy ưng ý. Và mình cũng quên không nhắc các bạn là Max Mobile hiện đã có chi nhánh tại Sài Gòn, các bạn nhớ ghé qua chơi. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.